Các bạn thân mến, mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật của gia đình chị Ngọc tại Nghệ An được đánh giá cao trong bộ sưu tập các mẫu biệt thự 2 tầng đẹp của thiết kế Tân Á. Ngôi biệt thự này được thiết kế với không gian sống vô cùng tiện nghi, khoa học và ấn tượng, đẳng cấp với hệ mái Nhật sang trọng, bền bỉ với thời gian. Mẫu biệt thự 2 tầng được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được qua những đặc điểm nổi bật về hình khối, các mảng kiến trúc được thể hiện một cách rõ nét trong tổng thể ngoại thất của ngôi biệt thự, với các chi tiết được tối giản, không rườm rà nhưng vẫn thể hiện được nét đẹp tinh tế và gọn gàng. Bằng cách sử dụng tông màu trắng nhẹ nhàng tinh tế làm chủ đạo, kết hợp với màu nâu của hệ mái ngói Nhật và màu cánh dán của gỗ, điểm tô thêm đó là gạch ốp chân tường màu xám, khiến mẫu biệt thự 2 tầng có được sự hài hòa về màu sắc cùng tính hiện đại. Thiết kế cực kỳ kết hợp với khung gỗ hiện đại đã giúp cho ngôi biệt thự đón nhận được nhiều nguồn ánh sáng của tự nhiên. Hệ cửa chính được thiết kế bằng chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp cùng với những ngô kính để lấy sáng và lấy thoáng. Cổng chính được thiết kế bằng sắt nghệ thuật phun tĩnh điện nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. Bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển vào phía bên trong ngôi nhà của gia đình chị Ngọc nhé. Tiến vào ngôi nhà thì chúng ta đã cảm nhận được sự xanh mát của hệ thống cây xanh. Cửa chính sử dụng chất liệu gỗ và đây là khu vực phòng khách của gia đình chị Ngọc được Tân Á bố trí rất là khang trang và bắt mắt. Khi hệ thống bộ bàn ghế sofa và tivi và cùng các trang thiết bị nội thất khác để gia đình chị Ngọc có thể có khoảng không gian sinh hoạt chung và tiếp đón khách được rộng rãi thoải mái hơn. Bên cạnh đó thì phòng khách được bố trí hệ thống cửa sổ để giúp cho không gian phòng khách luôn được thông thoáng, đón gió và đón ánh sáng tự nhiên một cách tốt nhất. Đây là hệ thống phòng bếp cộng ăn của gia đình chị Ngọc, được bố trí tủ bếp hầu như là bằng chất liệu gỗ, rất là dễ vệ sinh và bền đẹp theo thời gian. Bên cạnh đó thì phòng bếp cũng được bố trí bộ bàn ghế ăn để giúp gia đình chị Ngọc có những bữa cơm thật là thân mật với những người thân trong gia đình của mình. Di chuyển vào là phòng ngủ đầu tiên, được cả tất cả bố trí rất là đẹp mắt với đầy đủ các trang thiết bị nội thất như là giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, tivi. Và bên cạnh đó không thiếu được đó là cửa sổ để giúp cho phòng ngủ luôn được thoáng đãng. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển lên tầng 2 để khám phá vẻ đẹp của tầng 2 các bạn nhé. Hệ thống lan can sử dụng lan can lam gỗ để đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Ngoài ra chúng ta có thể thấy khi di chuyển lên tầng 2 thì ở khu vực cầu thang được bố trí 3 bức tranh với chữ phúc lộc thọ rất là bắt mắt và tinh tế. Đây là không gian phòng sinh hoạt chung ở tầng 2, được bố trí bộ bàn ghế sofa để tất cả các thành viên trong gia đình có thể thư giãn, đọc sách, vui chơi, giải trí, có không gian chơi gần bên nhau. Đây là phòng ngủ thứ 2 của gia đình chị Ngọc, được bố trí giường, tủ quần áo và trang điểm. Thì tất nhiên rồi, đã được vị trí trang nghiêm và trang trọng nhất, tránh ánh nắng trực tiếp chói vào. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy và gọi ngay hotline của chúng tôi đang chạy trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Nhà đầu tư Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.